Hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu một cái mã giảm giá rất là tốt, giảm 50.000 cho tất cả các sản phẩm trong shop là MySHOP. Đây chính là cái mã giảm 50.000, mã là MySHOP FS500. Sao check cái mã này. Ngoài ra trong shop còn có cái mã giảm giá 30.000 cho đơn 300, hay là 20.000 cho đơn từ 200 và 10.000 cho đơn từ 100.000. Mã này thì rất là tốt và sẽ kết thúc vào 30 tháng 8, nhưng mà chỉ còn 62 mã nên mình nghĩ sẽ kết thúc rất là nhanh thôi. Bạn nào muốn mua hàng thì vào xem, mình cũng đã mua sản phẩm ở đây rồi. Đây mình cho các bạn xem một số sản phẩm. Đây mình mua cái đàn này này. Không phải cái đàn này, cái đàn này 54.000. Mà ship đắt nên mình mua cái đàn kia. Đây có cái đàn 51.000. Đây là 51.000, ship rẻ. Đó chỉ 26.000. Các bạn lưu ý nhá, shop này ở Lào Cai nên từ Huế trở lại, trở về Bắc thì sẽ là 26.000. Đây ví dụ mình đang để ở Thừa Thiên Huế này. Ví dụ Quảng Ninh đi, Quảng Ninh cũng ở miền Bắc thì cũng 26.000. Lào Cai này 26.000, Hà Nội này 26.000, nhưng mà Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đây phát là lên 48.000 luôn. Đà Nẵng chẳng hạn. Đấy, lên 48.000. Nói chung là miền Bắc thì mua ship chỉ 26.000 rất là rẻ. Thế là mình ví dụ Lào Cai nhá. Đó, 26.000 nhá. Cái đàn này 51.000 đúng không? Chúng ta sẽ áp mã giảm giá vào. Xóa cái đồng hồ đi ạ. Đây là phí giao hàng đang 48.000, mình sẽ chỉnh sửa. Quảng Ninh chẳng hạn. Đó, thì phí giao hàng 26.000 thôi. Áp mã giảm 50.000, cái đàn này còn 27.500. Quá rẻ luôn. Đàn này bình thường nếu mà chưa ship giá cũng phải trên 50.000 ở các shop khác. Đó. Ngoài ra mình cũng có tham khảo ở shop này cũng có mấy sản phẩm giá rẻ. Thì những bạn nào mà từ Huế trở lại về miền Bắc thì vào xem, trong shop này có rất là nhiều sản phẩm. Đây ví dụ cái ly rượu này khá là thú vị. Ly rượu của Tần Thủy Hoàng. Thế là đỏ hạt. Nó cũng 26.000 ly rượu rồi thôi. Nói chung là chỉ mất phí giao hàng. Đây các bạn để ý này. Giảm 50.000 mà toàn bộ sản phẩm, nên cái ly này 34.000 sẽ giảm 34.000. Còn phí giao hàng là 26.500. Ok, mã giảm giá đây nhá. Thì mình sẽ để cái link cái đàn này. Đây cái đàn 51.000 nhá. Và các bạn sẽ vào cái shop này để xem các sản phẩm khác. Shop là MySHOP. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm kthen.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu mã giảm giá 50.000 toàn bộ sản phẩm. Các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.